Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 150 năm sinh nhật Canada, chúng ta có rất là nhiều màu sắc, mà đặc biệt là cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều thế hệ trẻ lớn lên sanh tại ở Canada này để tri ân đất nước Canada, cũng giống như là người Việt tổ chức một cái lễ hội để cộng đồng của tại địa phương biết đến. Cho nên chính vì vậy, ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt, các em là một thế hệ thứ hai, thứ ba tại đây. Các em chơi nhạc, vừa nhạc Việt Nam, vừa nhạc ngoại. Cho nên chính vì vậy, xin gửi đến quý vị phần trình diễn đặc sắc của các em, The Toronto Vietnamese Marching Band. Xin vị cho một tràng pháo tay để chào đón các em. Thank you.
thương.